Nhiều cây bonsai có giá hàng tỷ đồng được trưng bày tại Hội Xuân Văn hóa Du lịch tỉnh Long An. Hội Xuân Văn hóa Du lịch Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Sở Văn hóa Du lịch tỉnh Long An tổ chức từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2, nhằm 24 tháng Chạp đến hết ngày 9 tháng Tết. Đây là lần đầu tiên Hội Xuân Văn hóa Du lịch tỉnh Long An tổ chức nhằm đem đến một sân chơi văn hóa du lịch cho người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán. Hội xuân này có khu vực trưng bày Sa Bàn Hoàng Sa, Trường Sa và các tài liệu lịch sử về tỉnh Long An. Đặc biệt, tại hội xuân này có hội thi cây cảnh và bonsai, quy tụ nhiều nghệ nhân chuyên về cây cảnh bonsai trên cả nước đến tham dự. Đa số những cây cảnh bonsai do các nghệ nhân đem tới có giá trị lên đến hàng tỷ đồng để giúp người dân du khách thưởng lãm trong những ngày đầu xuân. Với trên 20 năm trong nghề sưu tầm đá, nhà sưu tầm đá lúa Nguyễn Minh Tuấn ở thị trấn Di Linh, Lâm Đồng chia sẻ. Mình tham gia cái lễ hội ở Happyland này, tại vì mấy năm trước thì tham gia ở Phú Mỹ Hưng hoặc là Tao Đàn hoặc là một số nơi khác. Đây là lần đầu tiên, còn về cây này là cây linh sam, cây khai thác ở Phú Yên, nó là dòng cây rừng, nó có tuổi thọ rất lâu đời rồi, tại nó là trên 100 năm, nó tồn tại như về mình chăm sóc và nuôi dưỡng hơn 10 năm nay. Đấy, rồi sau khi thời gian nuôi dưỡng xong mình mới đưa vào một cái máng gỗ sao, thì qua thời gian bào mòn chỉ còn lại phần lõi của gỗ để mà tạo tác lên tác phẩm này, mất hết gần 2 tháng, rất là nhiều, khoảng cả tầm 50 tác phẩm, nhưng mà trong đó có nhiều thể loại cây khô nghệ thuật, đá Suzuki, đá cảnh ấy, và một số cây bonsai. Đánh giá về hội thi, đại diện ban giám khảo chia sẻ về chất lượng cuộc thi năm nay. Đây là cái đơn vị mà tổ chức lần đầu tiên của cái đơn vị của tỉnh Long An. Còn cái tác phẩm mà dự thi ở đây á, thì nói chung là theo cái chỉ tiêu mà ở Happyland đưa ra thì vượt chỉ tiêu ngoài 100 tác phẩm. Thành ra bây giờ cái số lượng nó cũng có hạn theo cái quy định của ban tổ chức thì mình phải khống chế lại thôi. Thì cái số lượng nó là cũng đúng 80. Còn đá cảnh á, thì cũng coi như là vừa chỉ tiêu. Ở đây là đưa ra cái tiêu chí là 4 dải vàng, 4 bạc, 4 đồng thì chỉ có 1 vàng thôi. Theo như anh em ban giám khảo chúng tôi chấm á, thì cái tác phẩm này là đạt hơn hết so với ở đây. Rồi cái chủ đề của tác phẩm là cũng đạt, chất liệu là tốt, chất liệu là cứng. Nói chung là nó đạt yêu cầu là chỉ có 1 tác phẩm này thôi là dải vàng. Tác phẩm này là đạt giải vàng về cái cách mà nói chung là theo anh em chúng tôi thì đây là cái tác phẩm mà cái bố cục nó tương đối là ổn. Cái thứ hai nữa là chất liệu tốt. Cái thứ ba nữa là cái cách mà thể hiện của anh em nghệ nhân mà là thao tác chế tác lên tác phẩm này thì cái cách mình chế tác thì nói chung là đạt yêu cầu, tại vì nó là tự nhiên, nó ít có cái kiểu mà tác động nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không có bàn tay con người, chỉ có mình đi sưu tầm thôi. Nó ra hình thù đó là mình về mình chơi thôi, chứ mình không có mình đặt tên tác phẩm thôi. Đá miền Trung hết hầu như. Dòng đá này là đá sỏi cách, tức là vừa thạch anh với đá đen basalt. Nó tạo thành hình cánh bướm. Mình không có mài dũa gì hết, mình chỉ có tìm ra cái chủ đề để chơi thôi, cái đá thôi, cái hình thù. Nó khác với cái đá bán quý là người ta là phải mài dũa. Cái này ở trên Đại Bình, vùng Đại Bình. Nhưng mà cái này có thể mình xác định được, ví dụ như cái gỗ nó to như dài đế, thì có thể xác định cả hàng trăm năm. Đó là gỗ gì? Gỗ này gỗ trai, nó rất cứng. Tác phẩm này cũng được, tác phẩm này được huy chương vàng ở đây đây. Nó giống hình tượng con rồng, người ta khai thác về để mà chơi chứ không có đục sửa gì hết. Giải năm nay là nó được giải cao nhất, giải vàng, mang tên là kiến trúc cổ. Đá này là dòng sông của Đại Bình. Viên đá này nó được giải cao nhất là vì nó thứ nhất là nó về cái kết cấu của nó, chất lượng đá nó cứng là một. Thứ hai nữa là nó thông thiên, nó bào mòn của thiên nhiên. Nó mang một cái giống như cái tòa tháp cổ